Năm 1782, lực lượng Tây Sơn do Nguyễn Nhạc dẫn đầu đã bị phục kích tại 18 thôn Vườn Trầu. Nhận thấy nhóm phục kích có lực lượng người Hoa, nên Nguyễn Nhạc đã mượn cơ hội này thủ tiêu toàn bộ tiềm lực kinh tế của Nguyễn Ánh tại Sài Gòn. Cuộc thảm sát đã lấy đi sinh mệnh của rất nhiều người Hoa dọc bến Bình Đông. Nhà cửa bị phá nát hoàn toàn, kinh tế khu vực này gần như biến mất. Ngày 7 tháng 9 năm 1788, lực lượng nhà Nguyễn chiếm lại được Gia Định. Từ lúc này trở về sau, thành Gia Định nằm dưới sự kiểm soát của nhà Nguyễn. Rất nhiều người Hoa từ các tỉnh miền Nam đã vui mừng về theo nhà Nguyễn trở lại Sài Gòn để dựng lại cơ nghiệp. Họ tập trung nhiều tại khu vực ngã ba kênh Tàu Hủ và sông Sài Gòn xưa, mà sau này là đường Hải Thượng Lãn Ông. Theo phong tục tập quán, người Hoa thường lập chợ khi đến định cư ở nơi ở mới nhằm có chỗ để trao đổi hàng hóa, và ngôi chợ đã được hình thành tại khu vực nay là Bưu điện quận 5. Do chợ nằm ngay sông Sài Gòn xưa nên chợ còn được gọi là chợ Sài Gòn. Sau khi Pháp đánh chiếm được Gia Định vào năm 1859, người Pháp đã bắt đầu tuyển mộ phu Hoa từ Trung Quốc sang Việt Nam để khai thác đồn điền. Người Pháp đã cho người Hoa về ở Sài Gòn chợ lớn, và từ đây số lượng người Hoa bắt đầu bùng nổ tại khu vực chợ lớn. Giai đoạn này, chợ Sài Gòn cũng được xây dựng khang trang gồm cả nhà lồng chợ. Do quy mô càng lúc càng đông của chợ Sài Gòn, nó dần vượt quá quy mô của chợ Tân Kiển, nên người Pháp gọi khu vực chợ Sài Gòn là chợ lớn. Vì đơn giản, nó lớn hơn chợ Tân Kiển, cũng là một ngôi chợ lớn, rất bề thế khi đó. Năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có thời gian lưu trú tại số 123 Bến Testa trước khi ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng. Vị trí 123 Bến Testa này gần như nằm trong khu vực chợ lớn. Đầu những năm 1910, chính quyền thành phố chợ lớn gặp khó khăn khi chợ lớn ngày càng tấp nập, vượt quá sức chứa của khu chợ nhà lồng chợ lớn. Các ghe thuyền đậu nghẹt cả lối đi trên sông, khiến khu vực trở nên hỗn độn, nhếch nhác. Chính quyền thành phố chợ lớn quyết định xây dựng một chợ lớn mới. Thời kỳ năm 1920, việc buôn bán vải lụa gặp nhiều biến động, nên nhà tư sản Quách Đàm đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Dựa theo tình hình khi đó, các khu vực ở chợ lớn đã có nhiều tên tuổi lớn đứng đầu như Bá Hộ Sườn, Lý Tường Quang. Khi đó đã có rất nhiều đất tại chợ lớn, nên Quách Đàm đã có một cuộc thương thảo với nhà cầm quyền bằng chính sách có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện trong thời gian đó. Đó là việc Quách Đàm sẽ hiến toàn bộ khu đất của mình có ở thôn Bình Tây rộng 25.000 m² để xây dựng chợ lớn mới. Đổi lại, nhà cầm quyền Pháp phải cho phép Quách Đàm được khai thác toàn bộ khu đất quanh chợ lớn mới và cho phép đặt tượng ông ngay giữa khu chợ. Có lẽ vì một thương vụ đổi đất lấy công trình vào giai đoạn đó khá mới mẻ, nên mãi đến năm 1928, chính quyền chợ lớn mới cho thực hiện khởi công. Lúc này, nhà tư sản Quách Đàm cũng đã mất vào năm 1927. Nhờ dòng kênh Hàng Bàn ngay phía sau vị trí công trình, nên trong suốt quá trình xây dựng chợ lớn mới, hàng đoàn thuyền đã di chuyển từ kênh Tàu Hủ để mang vật tư vào tận công trình xây dựng chợ. Vì vậy mà việc xây dựng chợ trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Chợ được thiết kế theo lối kiến trúc Trung Hoa xen lẫn kiến trúc Việt Nam, lợp mái ngói âm dương trên mái cổng chính có đôi rồng nhìn nhau, gồm tổng cộng 12 cổng, kể cả phụ và chính. Bên trong có hoa viên rộng rãi để khách ngồi nghỉ ngơi. Công trình được xây dựng theo công nghệ phương Tây, đây được coi là công trình có sự giao thoa Đông Tây rất riêng tại Sài Gòn. Nhờ đó mà chợ lớn mới được công nhận là một trong những ngôi chợ đẹp nhất Sài Gòn. Sau khi công trình hoàn thành vào năm 1930, gia đình của nhà tư sản Quách Đàm đã cho đặt tượng ông ở giữa ngôi chợ. Nơi đây trở thành một nơi thắp hương quen thuộc của người dân buôn bán tại chợ lớn. Người dân từ chợ lớn cũ bắt đầu di chuyển sang chợ lớn mới, biến nơi đây trở thành một trong những ngôi chợ sầm uất và đông bậc nhất ở miền Nam. Chợ lớn cũ dần bị bỏ hoang và trở thành bưu điện trung tâm chợ lớn sau đó. Vào năm 1945, nhiều tiểu thương chợ lớn mới đã tham gia vào lực lượng Việt Minh để cùng cả nước kháng chiến chống Pháp. Năm 1968, chợ lớn không chịu nhiều thiệt hại nên nhìn chung vẫn giữ được hình dáng ban đầu. Ngay sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng tiếp nhận quản lý và sắp xếp cho nhân dân tiếp tục mua bán phục vụ hàng hóa cho cả nước và cả các nước bạn như Lào và Campuchia lẫn Trung Quốc, và đổi tên chợ thành chợ Bình Tây cho đến ngày nay. Năm 1978, chợ lớn chứng kiến những cuộc di cư của người Hoa trong vấn nạn Hoa Kiều. Năm 1992, tiếp tục phát huy thế mạnh của chợ, Ủy ban Nhân dân quận 6 tổ chức sửa chữa nâng cấp nhà lồng chợ, xây dựng thêm một tầng lầu. Năm 2006, tiếp tục đầu tư cải tạo sửa chữa khu vực Trần Bình, Lê Tấn Kế khang trang sạch sẽ. Chợ Bình Tây vì thế đã trở thành một trong những ngôi chợ lớn của thành phố với 2.358 quầy sạp,
Các ngành hàng được bố trí sắp xếp hợp lý, tập trung theo từng khu vực kinh doanh nhằm phát huy thế mạnh của từng ngành hàng. Bà con người Hoa vẫn tập trung về chợ làm ăn mua bán, mà đa số người Hoa sinh sống tại khu vực quận 5, quận 6 và quận 11. Tiểu thương người Hoa hiện chiếm 25% số lượng hộ kinh doanh tại chợ Bình Tây. Năm 2016 chứng kiến sự xuống cấp nghiêm trọng của công trình Trăm Tuổi, chính quyền thành phố quyết định trùng tu chợ Bình Tây. Những tiểu thương buôn bán tại chợ đã di dời sang chợ tạm được xây dựng trước cổng chợ Bình Tây. Các hạng mục cải tạo sửa chữa gồm thay mới lợp lại mái ngói theo mẫu cũ, sơn hết tường, cột, trần, cải tạo cầu thang, lan can, nâng nền và lát gạch sàn, tầng trệt, tầng lầu. Các hạng mục xây gồm các khu vệ sinh công cộng, nhà đặt máy phát điện dự phòng. Chủ đầu tư cho biết, coi chợ lâu đời này vẫn giữ nét kiến trúc cũ, nổi bật các bức phù điêu rồng phượng, đồng hồ cổ vẫn còn được nguyên vẹn. Toàn bộ ngói được đặt ở Bình Dương có kích thước hình dáng tương tự như mái ngói xưa. Thời gian cao điểm có hơn 300 công nhân đảm nhiệm việc sửa chữa và trùng tu thay ngói. Sau khi trùng tu, số lượng sạp vẫn giữ nguyên như số lượng được xây dựng vào năm 1992, nhưng được sửa chữa lại cửa, nền, lắp điện, dây điện thoại, internet, hệ thống âm thanh, phòng cháy chữa cháy. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chính thức công nhận di tích cấp thành phố cho công trình kiến trúc nghệ thuật chợ Bình Tây. Có người nói nếu muốn biết kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ra sao thì cứ di chuyển đến chợ Bình Tây. Nếu nó đông đúc, tấp nập thì kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang khởi sắc. Nếu nó trở nên yên ắng thì kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đang có phần trầm lắng. Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, chợ Bình Tây ngày nay vẫn giữ được vị thế là một chợ đầu mối buôn bán của thành phố và của cả quận 6. Mặc dù có sự cạnh tranh khá quyết liệt từ hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại hiện đại trong những năm gần đây, tuy nhiên, với lối kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc và bề dày lịch sử lâu năm, nên chợ đang mở ra một hướng phát triển mới, đó là điểm du lịch tham quan mua sắm, nhiều tiềm năng cho khách du lịch trong và ngoài nước.